chủ ấy, không phải do lâu lắm, do lộc đất. Bốn hai là một thời kỳ phải đến 5-6 năm nhà mình bán ấy đấy, bán thuốc. Ngày xưa thời kiểu bà ngoại cùng chắc là con cũng chưa đến thời hết lọc. Những cái nhà trên Khâm Thiên xây ấy quá, xấu quá. Như một cái... Nhà bác cũng để bẩn nữa. Ừ. Mà xây vào cái kiến trúc xấu quá. Này, Xuân Yến con này. Xuân Yến lại mở lại rồi đây này. Xuân Yến. Ừ, mình thích cái cảnh này. Nó chen chúc này, mình đi một qua. Đây, nhà mình đây. Nhà mình đây, bây giờ có vào uống cà phê không? Không kịp đâu có. Bây giờ lên là không. Nhưng hôm nay có vẻ không đông. Hôm đi qua đồng lắm. Nhà bà Hằng Hương thì vẫn còn. Bố thấy bà vẫn chui ra chui vào. Ông cũng thử mất rồi. Nhà bà Hằng Hương này rất là thân với lại ông Cờ đấy. Hai các cụ là cứ nói chuyện nhau suốt. Và nhiều khi bố tìm ông Cờ là bố cũng phải ra hỏi ông bà Hằng Hương. Thấy ông đi đâu không? Bông Phúc có tưởng tượng ngày nhỏ các con toàn đi lên trên đây để đi học đấy. Đi học ở trường Nguyễn Du này. Con thì ở cái trường mẫu giáo ở gần đây. Con chả học mẫu giáo gần đây. Con học mấy buổi mà con cứ chạy về mà. Mẹ dắt sang con sang đến đây con lại đi bộ về mà. Con có chịu học đây đâu, đến lúc ra đây mẫu giáo Đống Đa kia thì con không đi bộ về đâu nữa. Con học ở đây là con chạy về. Nó đây, ngay sát về. Nhà mình đấy. Cái trường đi cái trường mẫu giáo nó ngay bước ra cổng một cái là và ngõ một cái là là được khoảng 5 bước là đã gặp trường mẫu giáo của Bông rồi. Dắt con sang đấy là con lại đi bộ về mà. Thế Bông toàn trốn về cho nên là phải nhờ bà Phương bà trông. Phương trông thì mới ổn. Mãi lúc sang bên nhà bên kia trường Đống Đa nó xa quá, không chịu. Gần nhà quá không ai nhỉ. Vẫn ngủ. Giống như kiểu bác Ngân thì cứ vào bệnh viện là trốn về. Trốn là trốn bác vào cái Vinmec. Một Vinmec mà bác trốn luôn. Trốn được mình. Mà Vinmec là nó sạch sẽ rồi đấy. Chắc là lần này. Không, các bạn là bác ấy sợ. Sợ là nó không phải vấn đề về bẩn, mà sợ mổ rồi là vào đây lâu họ mất điều trị thêm này, lại khám ra nhiều bệnh nữa nên lo thế. Đây nó yếu bệnh viện ấy thì nó toàn hóa chất thì tâm lý của bác vợ Ngân yếu, cho nên mình nghĩ là cũng không hay lắm. Không biết tí nữa gọi điện cho bác xem thử có về chưa nhỉ? Để bố gọi nhé. Thank you.
đang trên đường chuẩn điện. Đang chuẩn bị điện. Điện thoại lại rung. Điện thoại lại kêu bác lại đi tụng lại. Chị Ngân ơi, em Hồng đây. Ôi, chào Hồng. Cả ba bố con đang nghe điện thoại. Chị thế nào rồi, đã về được chưa? Ôi, chị về rồi, chị về từ hôm kia rồi. Đấy, về từ hôm kia rồi. Em với lại Bông với Phúc đang đi bỏ chắc bác Ngân để trốn viện rồi. Thế là ba bố con lại vào viện à? Không, không, đang đi chơi mà. Thế là à, ừ. Nghĩ đến bảo bây giờ bác Ngân là có cái cảnh hay thích trốn viện. Thì cứ gọi thử xem có đúng không. Ừ. Thế là về là mừng rồi chị ạ. Và... Ừ, thực ra thì tức là chị vẫn phải theo dõi cái sống đông của nó đấy. Và... Thành ra là cứ 2 ngày lại vào một lần. Ôi. Thế là... Nhưng mà vào để vào khám, để khám thôi gì? Có phải ở qua đêm không ạ? Ừ, không, tức là vào để xét nghiệm máu để xem kia nó gọi là cái chỉ số INR ấy. Wow. Đấy. Thế thì xem hiện máu. Nay để nó điều chỉnh thuốc ấy mà. Vì mọi khi là chị uống mỗi ngày một viên. Thế là qua xét nghiệm thì nó lại tăng quá. Thế là bây giờ lại giảm xuống nửa viên thôi. Ừ. Thế là nó lại dặn là coi như là đến thứ ba là hết cái đợt nghỉ lễ lại vào để xét nghiệm lại. Thôi thì cứ được đến đâu hay đến đấy. Ngoài đường chắc đông lắm nhỉ? Vâng, cũng đông lắm. Hôm nay thứ bảy nó cũng đông. Vâng. Thôi thế là bây giờ chị đang ở nhà nào? Chị vẫn ở Eco Park đấy. Vẫn ở cái bác. Chị ở cái nhà Văn Cao thì nóng lắm. Vâng. Đúng rồi, sắp hè rồi bác ạ. Chị ở bên này nó mát mẻ hơn nhiều. Vâng. Mai là cháu lại sang đấy đấy ạ. Ờ, thế mai tưởng là cháu nó nghỉ. Mai có cái giải marathon đấy bác. À, ừ. Mai lại sang sự kiện. Mai sang cổ vũ hả? Sang cổ vũ bác ạ. Ừ. Sang chơi rồi. Thôi, thế thì vui quá rồi. Dạ. Thế à, mai bố cháu với lại cả Bông có sang cổ vũ luôn không? Cháu không ạ. Có cháu thôi. Sang thì vào nhà bác chơi. Ừ. Mà thôi thế là được rồi, mừng rồi. Chị... Ừ, thôi thì chị cũng nghĩ đấy. Cứ tạm coi như là ổn. Cháu nghĩ cứ được vậy là khỏe rồi. Cứ nghe trên giọng của chị cười tươi như thế này là được rồi. Thế là yên tâm rồi, khỏe mạnh, bệnh nhân thế là như thế nào. Và không có vấn đề gì. Và... Anh Thuận ở đấy là anh Thuận này? Không, anh đang ở nhà đấy. Không, vốn chơi gì bây giờ. Sang bên này thì buổi tối chỉ có ở trong nhà thôi. À, nhưng mà không khí bên này nó tốt chị ạ. Tốt hơn là nội của mình. Thoáng đãng. Thoáng đãng. Đó là